Nhà dột, cột siêu. Đôi khi hai anh em đang học thì trời mưa tới, dột ướt sách vở luôn. Không có đồ ăn để ăn luôn, là phải ăn ốc, hay ăn rau luộc. Nhưng tinh thần vượt khó của hai anh em thì luôn vững chắc. Em cố gắng học tập rồi em muốn vươn lên. Bây giờ là mẹ không có đủ khả năng với điều kiện cho con đặng đi học tiếp đại học. Học bổng thắp sáng niềm tin sẽ chấp cánh tương lai cho hai anh em sinh viên nghèo vượt khó, Thành Lam, Thanh Tuyền trên giảng đường đại học. Và cùng chờ xem điều đặc biệt gì sẽ xuất hiện trong chương trình tuần này. Chương trình thắp sáng niềm tin tặng cho các em một cái sự bất ngờ đặc biệt. Kính mời quý khán giả đón xem vào lúc 17 giờ Chủ nhật, ngày 22 tháng 10 năm 2023 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.